mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì nếu như các bạn đã biết thì Dell và HP là hai thương hiệu lớn đến từ Mỹ và đã quá quen thuộc với người dùng trong một thời gian dài. Thì cũng đến từ Mỹ như là một cái tên hoàn toàn mới trong các dòng sản phẩm của laptop Avita Liber. Thì còn nếu như ai thắc mắc là tại thời điểm ra mắt Avita có công bố hãng này là của Hồng Kông mà bây giờ thì mình lại bảo là của Mỹ, thì mình khẳng định lại rằng Avita thì là của Mỹ, thế nhưng mà công ty mẹ thì tên là Nesco và là của Hồng Kông. Thì hướng đến sự trẻ trung, năng động là sự kết hợp giữa hiệu năng và thời trang, thì hãy cùng mình mở hộp xem trong đây sẽ có những gì nhé. Thì theo như mình xem như thông tin ở trên hãng thì Avita có đến 13 màu để cho các bạn có thể lựa chọn là trắng này, vàng này, hồng nhạt, hồng đậm, tím, xanh, xám, nói chung là có cực kỳ nhiều màu sắc. Và đây thì mình đang có 3 màu để review cho các bạn. Ở đây thì mình sẽ có màu hồng này, màu vàng và màu tím. Thì mình chọn màu tím để có thể được hộp xem bên trong có những gì nhá. Ở đây thì như mọi người thấy thì hộp được đóng hộp rất là đẹp, vuông vắn và ở đây thì không quá nặng, thế nên là mình nghĩ laptop cũng sẽ nhẹ thôi. Và mở ra. Mở ra ở bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc ba lô đến từ thương hiệu Avita. Đối với chiếc ba lô này thì mình nghĩ đây là một chiếc ba lô rất là đẹp. Ở chiếc ba lô này thì các bạn hoàn toàn có thể đựng được laptop này. Ngoài ra thì có thể đựng được sách vở, tài liệu khi mà đi học với cả đi làm nữa. Đây là một chiếc ba lô thì tính cơ động rất là cao. Ngoài việc có thể để laptop ra thì còn rất là nhiều tác dụng khác. Bên trong thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ có một hộp phụ kiện. Đây, một hộp phụ kiện sẽ bao gồm trong này chúng ta sẽ có cáp và có sạc. Đương nhiên là cuối cùng sẽ có laptop được đóng hộp cực kỳ xinh. Mở ra xem màu tím của chúng ta như nào nhá. Hộp bên ngoài đã đẹp rồi, hộp bên trong cũng sẽ đẹp luôn. Bàn hơi bừa một tí để gọn vào. Đây, bàn lưu xem bên này. Đây sẽ là chiếc laptop của chúng ta. Bên trong này được đóng gói rất là kỹ càng và các bạn sẽ có một quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa. Bên tên thì đây sẽ là màu tím và ở đây thì còn màu hồng với cả màu vàng nữa, thì mình sẽ mở luôn cả ba xong rồi review một thể nhá. Và đây thì sẽ là ba mẫu laptop khi nhìn cận cảnh và trực tiếp em nó. Theo cá nhân mình nghĩ, xét về ngoại hình thì Avita đang hướng đến mọi đối tượng người dùng. Sang trọng, lịch sự dành cho doanh nhân thì chúng ta sẽ có màu vàng hoặc là màu xám. Đơn giản, tinh tế dành cho dân văn phòng thì có màu trắng ngọc trai. Trẻ trung, năng động, cá tính hơn thì như ở đây đang có hồng và tím. Toàn bộ máy này thì được làm từ nhôm nguyên khối, thế nên là khi cầm vào máy các bạn sẽ cảm thấy có một độ chắc chắn nhất định. Siêu mỏng nhẹ với cân nặng ở đây chỉ có là 1,28 kg, độ dày là 15,9 mm, độ mỏng khá là ấn tượng với một thương hiệu mới như thế này. Thiết kế ở mặt đáy thì được vát lên trên, thế nên là khi gặp máy lại các bạn sẽ cảm thấy chiếc laptop của chúng ta còn có thể mỏng hơn như thế nữa. Và vì máy nhẹ thế nên là tính cơ động rất cao, dễ dàng để các bạn có thể mang theo khi di chuyển, tiện với công việc phải đi lại nhiều, phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên đang cần tìm một mẫu laptop vừa đẹp, vừa mỏng, vừa nhẹ để học online trong mùa dịch này. Phần màn hình sẽ là màn hình 14 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, chất lượng hiển thị ổn, màu sắc rõ ràng, không quá xuất sắc nếu như mà các bạn có nhu cầu về các tác vụ đồ họa, chỉ dừng lại ở mức sử dụng được ở các tác vụ văn phòng hoặc là giải trí cơ bản thì hoàn toàn ổn. Ở đây thì ba cạnh viền màn hình mỏng, cạnh trên được Avita thiết kế theo kiểu hơi phá cách một chút, phần camera được đặt làm hơi thừa hẳn ra bên ngoài. Đối với thiết kế này thì mình nghĩ là hãng vừa làm mỏng được phần viền màn hình, vừa có thể giúp các bạn có thể dễ dàng mở laptop của mình ra hơn như thế này. Về cấu hình ở đây thì sẽ là Intel Core i7-10510U 4x8 luồng, RAM 8GB, 1TB SSD kết hợp với cả Intel UHD Graphics 620. Thì với cấu hình này, các tác vụ văn phòng, giải trí hoàn toàn có thể đáp ứng được. Thậm chí là nếu như các bạn có muốn sử dụng để chỉnh sửa ảnh hay là edit video đơn giản thì cũng có thể làm được luôn. Thế nhưng mà với một tấm nền có chất lượng hiển thị màu sắc chỉ có vào khoảng là 66% sRGB thì mình nghĩ là nếu ai chuyên làm về đồ họa thì chiếc máy này thì không phải dành cho các bạn. Về bàn phím thì chúng ta sẽ có hành trình phím sâu này, chắc chắn là gõ văn bản sẽ cực kỳ thích. Layout phím ở đây hợp lý, mặc dù được làm bằng nhựa thế nhưng mà chất lượng hoàn thiện của phím bấm trên laptop văn phòng vẫn cho các bạn cảm giác gõ tốt. Touchpad ở đây thì siêu to, có phủ kính, bao quanh còn có các đường cắt kim cương làm nổi bật lên phần touchpad này. Cảm giác
giác gì tốt, tuy nhiên thì chất lượng hoàn thiện vẫn cần cải thiện hơn một chút khi mà các bạn ấn vào phần chuột trái, chuột phải thì sẽ cảm thấy hơi ọp ẹp. Về phần cổng kết nối thì chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C hỗ trợ Power Delivery, một cổng HDMI, khe thẻ microSD, jack audio combo và cổng nguồn. Với viên pin là 4 cell 37Wh thì sẽ cho các bạn thời lượng pin lên đến 10 tiếng, đấy là theo thông số hãng cho biết thế. Còn ở trải nghiệm thực tế thì khi bật ở chế độ tiết kiệm pin này, mức độ sáng màn hình thấp nhất và có sử dụng Wi-Fi chỉ làm các tác vụ văn phòng cơ bản thôi, thì thời lượng pin có thể duy trì từ 5 đến 6 tiếng cho các bạn có thể làm việc. Nói chung, tổng kê lại thì với nhiều màu sắc trẻ trung, năng động, hướng đến nhiều đối tượng sử dụng mà mức giá lại quá hợp lý, chỉ có hơn 20 triệu đồng, thiết kế đẹp, hiệu năng ổn. Vậy thì tại sao các bạn không thử mua một mẫu laptop mới để sử dụng nhờ? Và chi tiết về sản phẩm mình sẽ để ngay link dưới phần mô tả của video để cho các bạn có thể click vào nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.